Chào mừng tất cả các em đến với tiết học của ngày hôm nay. Nội dung của bài học ngày hôm nay là chúng ta sẽ ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ. Về phần nội dung sẽ có hai nội dung chính, đó là phần lý thuyết và phần bài tập. Phần lý thuyết chúng ta sẽ ôn lại những bài đã học. Bài đầu tiên là nguyên sinh vật, nấm, thực vật, động vật và bài đa dạng sinh học. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài đầu tiên, đó là bài nguyên sinh vật. Đặc điểm thì nguyên sinh vật là một nhóm sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực và kích thước hiển vi. Đa số cơ thể chỉ gồm một tế bào, nhưng nó sẽ đảm nhận đầy đủ các chức năng của một cơ thể sống. Thì có một số nguyên sinh vật có khả năng quang hợp, ví dụ như là tảo lục hoặc là trùng roi. Mình sẽ tìm hiểu một số đại diện của nguyên sinh vật là trùng roi, trùng dày, tảo lục. Thì nguyên sinh vật nó có hình dạng rất là đa dạng, ví dụ như là hình cầu, hình thoi, hình dày. Và có một số thì hình dạng không ổn định, ví dụ như là trùng biến hình. Mình tìm hiểu sang một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Hai cái bệnh phổ biến đó là bệnh sốt rét và bệnh kiết lỵ. Mình tìm hiểu từng bệnh. Đầu tiên là bệnh sốt rét. Thì nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét là do trùng sốt rét gây nên. Và vật trung gian đó là mũi Anopheles. Con đường lây truyền sẽ thông qua đường máu. Lúc này, khi mà mũi đốt cơ thể người bệnh, trùng sốt rét sẽ theo máu vào cơ thể mũi và truyền sang người lành bệnh thông qua tiếng nước bọt của mũi. Khi bị bệnh, thì người bệnh sẽ có những biểu hiện, ví dụ như là sốt cao, rét run, mệt mỏi và nôn mửa. Để phòng bệnh sốt rét, thì chúng ta phải có những biện pháp như sau: ngủ màng, diệt ruồi muỗi, vệ sinh nhà ở, vệ sinh môi trường. Mình tìm hiểu sang căn bệnh thứ hai, đó là bệnh kiết lỵ. Nguyên nhân gây ra bệnh kiết lỵ là do trùng kiết lỵ gây nên, và vật trung gian sẽ là ruồi và nhặng. Con đường lây truyền bệnh đó là qua đường tiêu hóa. Khi mà bào sát của trùng kiết lỵ nó sẽ theo phân người bệnh ra bên ngoài. Trong điều kiện tự nhiên thì chúng có thể tồn tại được 9 tháng. Khi gặp điều kiện thích hợp thì chúng sẽ bám vào cơ thể ruồi nhặn và thông qua thức ăn sẽ đi đến thành ruột. Trùng kiết lỵ sẽ phá vỡ bào sát, chui ra ngoài. Sau đó chúng sẽ nuốt hết hồng cầu ở thành ruột và làm cho ruột bị viêm loét. Khi mà người bệnh kiết lỵ sẽ có những biểu hiện là đau bụng, tiêu chảy, phân có lẫn máu và có thể bị sốt. Để phòng bệnh kiết lỵ, chúng ta sử dụng một số biện pháp như sau. Đó là vệ sinh, an toàn thực phẩm, rửa tay thường xuyên, ăn chín, uống sôi, vệ sinh môi trường và nhà ở. Chúng ta bắt đầu đi vào phần bài tập áp dụng cho phần bài học nguyên sinh vật. Câu hỏi số 1. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật như thế nào? Ở đây mình có 4 đáp án. Cô vừa thông tin đến cho mình những cái kiến thức về nguyên sinh vật. Thì mình đã biết nguyên sinh vật là một nhóm sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực và kích thước hiển vi. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Sang câu hỏi số 2, muỗi gây ra bệnh sốt rét có tên là gì? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu hỏi số 3, bào sát của trùng kiết lỵ xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào? Ở đây chúng ta sẽ có 4 đáp án. Ở phần câu hỏi này, thì các em nhớ cho cô, trùng kiết lỵ sẽ gây ra bệnh kiết lỵ. Khi mà nó vào đến thành ruột
thì trùng kiết lỵ sẽ phá vỡ bào sát, chui ra ngoài, sau đó chúng nuốt hết hồng cầu. Thì ở đây trùng kiết lỵ nó sẽ đến ruột. Ruột là cơ quan trong hệ tiêu hóa. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án là đường tiêu hóa. Câu hỏi số 4. Dưới đây là các giai đoạn ký sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người. Chúng ta hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý. Số 1 là trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới. Số 2, trùng sốt rét chui vào ký sinh ở hồng cầu. Số 3, trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài, tiếp tục vòng đời ký sinh mới. Thì ở đây mình sẽ chọn số 2. Đầu tiên là trùng sốt rét sẽ chui vào ký sinh ở hồng cầu. Sau đó nó sẽ sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới. Cuối cùng là sẽ phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài và tiếp tục vòng đời ký sinh. Vậy lúc này chúng ta sẽ chọn đáp án là 2, 1 và 3. Đáp án A. Bài số 2, nấm. Đặc điểm: nấm là một nhóm sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, có thành tế bào, không có lục lạp. Nấm thường sống ở nơi ẩm ướt như là đất ẩm, thức ăn, rơm rạ. Về cấu tạo của nấm gồm có mũ nấm, phiến nấm, cú nấm. Đây là cơ quan sinh sản của nấm. Sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng. Để phân loại nấm thì chúng ta sẽ dựa vào cơ quan sinh sản để phân biệt nấm đảm và nấm túi. Thì nấm đảm sẽ có cơ quan sinh sản là đảm bào tử. Bào tử mọc trên nấm, đại diện là nấm rơm hoặc là nấm sò. Nấm túi thì sẽ có cơ quan sinh sản là túi bào tử. Bào tử nằm ở túi thì đại diện là nấm men hoặc là nấm mốc. Ngoài ra, có thể phân biệt được nấm ăn được và nấm độc thông qua vòng cuốn nấm. Thì nấm ăn được sẽ không có vòng cuốn nấm, hoặc là có thể dựa vào màu sắc bên ngoài. Nấm độc sẽ có màu sắc sặc sỡ hơn so với lại nấm ăn được. Chúng ta tìm hiểu sang phần tiếp theo, đó là vai trò của nấm. Trong tự nhiên thì nấm sẽ tham gia vào quá trình phân hủy rác sinh vật, phân hủy rác hữu cơ và làm sạch môi trường. Trong thực tiễn thì nấm có nhiều giá trị sử dụng đối với con người, như là làm thức ăn, làm thuốc, thực phẩm chức năng, dùng trong sản xuất bia rượu, làm men nở hoặc là chế biến thực phẩm. Bên cạnh những cái lợi ích từ nấm thì một số loài nấm gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm năng suất vật nuôi và cây trồng. Một số bệnh như là bệnh nấm da tay, hắc lào, lang ben, hoặc là bệnh nấm mốc ở cá, bệnh mốc xám ở dâu tây. Bây giờ mình sẽ bước vào phần bài tập vận dụng cho bài tập nấm. Câu hỏi số 1. Những loài nấm độc thường có đặc trưng nào sau đây? Thì đặc điểm để phân biệt giữa nấm độc và nấm ăn được, thứ nhất là về cấu tạo, thì mình sẽ dựa vào vòng cuốn nấm để mình phân biệt. Hoặc là nếu mà nhìn vẻ bề ngoài thì mình sẽ dựa vào màu sắc. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là C, màu sắc. Bài số 2, chọn phát biểu đúng. Nấm bụng dê, nấm đông trùng hạ thảo là đại diện thuộc nấm đảm là sai. Nấm bụng dê và nấm đông trùng hạ thảo là nấm túi, là thuộc nhóm nấm túi. Có thể quan sát tất cả các loại nấm bằng mắt thường. Thì có loại nấm rất là nhỏ, mắt thường mình sẽ không nhìn thấy. Câu C, tất cả loài nấm đều có hại cho con người.
Thì là có loài nấm có hại, cũng có loài nấm có lợi. Câu D. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc là đa bào nhân thực. Đáp án D là đáp án đúng. Chúng ta tìm hiểu sang câu số 3, chọn phát biểu không đúng. Đáp án sẽ là câu B. Nấm có cấu tạo cơ thể giống như vi khuẩn là không đúng. Câu số 4. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải là do nấm gây ra? Thì một số tác hại do nấm gây ra là sẽ gây ra bệnh nấm da động vật nè, làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng hoặc là gây ngộ độc thực phẩm. Còn bệnh viêm gan B ở người không phải là do nấm gây ra. Thực vật. Về đặc điểm của thực vật, đây là cơ thể đa bào, có lục lạp, sống dị dưỡng và phản ứng chậm với kích thích. Phân loại, giới thực vật sẽ chia thành 4 nhóm chính. Nhóm đầu tiên là nhóm rêu. Đây là nhóm thực vật bậc thấp, thường mọc thành từng thảm, cây chưa có rễ chính thức, hay còn gọi là rễ giả và chưa có mạch dẫn. Rêu thường sống ở nơi ẩm ướt và sinh sản bằng bào tử. Bào tử của rêu thì nằm ở ngọn cây. Nhóm thứ hai là nhóm dương sĩ. Thì dương sĩ là nhóm thực vật có tổ chức cơ thể gồm rễ, thân, lá. Lá khi còn non thì thường cuộn lại ở đầu. Có hệ mạch dẫn với chức năng là vận chuyển các chất trong cây, sinh sản bằng bào tử. Và môi trường sống là đất ẩm và chân tường. Nhóm thứ ba là nhóm hạt trần. Đặc điểm, đây là nhóm thực vật bậc cao, sống trên cạn, cấu tạo rất là phức tạp, thân có thân gỗ, có mạch dẫn trong thân. Hạt nằm lộ trên noãn, gọi là hạt trần, chưa có hoa và quả. Cơ quan sinh sản là nón. Nhóm thứ tư là nhóm hạt kín. Đây là nhóm thực vật tiến hóa nhất về sinh sản. Các cơ quan thì gồm có rễ, thân, lá, tất cả đều biến đổi đa dạng. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện. Sống, môi trường sống là rất là đa dạng. Ví dụ như là môi trường nước nè, môi trường cạn cũng đều có. Và sinh sản bằng hoa. Chúng ta tìm hiểu về vai trò của thực vật. Về tự nhiên. Đối với tự nhiên thì thực vật sẽ là thức ăn cho nhiều loài sinh vật khác, đồng thời là nơi ở và nơi sinh sản cho sinh vật. Đối với đời sống thì thực vật góp phần cung cấp nguồn lương thực thực phẩm, cung cấp nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. Vai trò của thực vật đối với vấn đề bảo vệ môi trường. Thực vật sẽ giúp cho cân bằng hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí, giúp điều hòa khí hậu, chống xói mòn và hạn hán. Bên cạnh những cái lợi ích thì nhiều loài thực vật có chứa độc tố hoặc là chất kích thích gây nghiện có hại cho sức khỏe cho con người. Ví dụ như là cây coca, cây trúc đào, cây thuốc phiện hoặc là cây thuốc lá. Bài tập của bài thực vật, câu hỏi số 1. Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu không khí lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu? Thì vai trò của thực vật đối với vấn đề bảo vệ môi trường là giúp cân bằng hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide. Thì cây xanh có chất diệp lục nên sẽ giúp cho quá trình quang hợp diễn ra. Thì trong quá trình quang hợp của cây xanh sẽ hấp thu vào khí carbon dioxide và thải vào môi trường là khí oxygen. Mình sẽ chọn đáp án là C. Câu hỏi số 2. Khi nói về rêu,
Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác? Thì rêu là có cấu tạo đơn bào, chưa có rễ chính thức, hay còn có gọi là rễ giả. Tuy là rễ giả nhưng mà nó vẫn có khả năng hút nước. Thân và lá và rễ thì chưa có mạch dẫn. Nên đáp án chưa chính xác ở đây sẽ là D. Câu hỏi số 3. Chọn câu sai. Thực vật có vai trò nào dưới đây? Thực vật sẽ có vai trò là điều hòa khí hậu, hạn chế ngập lụt, hạn hán, giữ đất, chống xói mòn. Thực vật không có vai trò cung cấp chất phù sa cho đất. Câu số 4. Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả? Thì dựa vào đặc điểm là có hạt, không có quả, ta biết cây này đang thuộc nhóm hạt trần. Bốn đáp án A, B, C, D thì đáp án B, vạn tuế sẽ thuộc nhóm hạt trần. Chúng ta tìm hiểu sang bài tiếp theo là động vật. Về đặc điểm, động vật có cơ thể đa bào, đã phân hóa thành các cơ quan và hệ cơ quan, có khả năng di chuyển, đời sống dị dưỡng, phản ứng nhanh với kích thích từ môi trường. Phân loại, dựa vào xương cột sống sẽ phân thành hai nhóm, đó là nhóm động vật không xương sống và nhóm động vật có xương sống. Ở nhóm động vật không xương sống sẽ có các nhóm là ruột khoang, thân mềm, giun và chân khớp. Ở nhóm ruột khoang, đây là nhóm động vật đa bào bậc thấp, có đặc điểm là đối xứng tọa tròn, đời sống là ở dưới nước, đại diện là sứa, hải quỳ, san hô. Nhóm giun có hình dạng cơ thể đa dạng, phân đốt đối xứng hai bên, thường sống ở trong đất ẩm, đại diện là giun đũa, sáng và đĩa. Nhóm thân mềm có cơ thể mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi bao bọc. Môi trường sống chủ yếu là ở dưới nước, đại diện là mực, nghêu, sò. Cuối cùng là nhóm chân khớp, có cấu tạo cơ thể chia thành 3 phần. Cơ thể đã phân đốt đối xứng hai bên, có bộ xương ngoài bằng chitin. Chân khớp, đây là nhóm có số lượng loài lớn nhất, đại diện là cua, tôm và nhện. Ở nhóm động vật không xương sống thì có nhóm đầu tiên là cá. Đây là nhóm động vật thích nghi với đời sống hoàn toàn ở dưới nước, di chuyển bằng vây và hô hấp bằng mang. Đại diện là cá chép, lươn, cá lóc. Nhóm thứ hai là nhóm lưỡng cư. Đây là nhóm động vật ở cạn đầu tiên, có da trần, chân có màng bơi. Đại diện là nhái, ếch và cá cóc. Nhóm bò sát, đây là nhóm động vật thích nghi với đời sống ở cạn, trừ một số loài ví dụ như là cá sấu thì sống ở dưới nước. Da khô có 7 sừng, đại diện là rắn, thằn lằn, rùa. Nhóm chim, đây là nhóm động vật sống trên cạn, có lông vũ bao phủ, có mỏ sừng và có khả năng bay, chạy và bơi. Đại diện là chim bồ câu, chim đà điểu và chim cánh cụt. Cuối cùng là nhóm thú. Đây là nhóm động vật có tổ chức cấu tạo cơ thể cao nhất, có bộ lông mao bao phủ. Đa số thì thú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Đại diện là cá heo, hươu, chuột túi. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vai trò của động vật. Đầu tiên là vai trò của động vật trong tự nhiên. Động vật sẽ cung cấp thức ăn cho một số loài động vật khác. Đối với đời sống, cung cấp thực phẩm, nguyên liệu phục vụ cho đời sống, hỗ trợ cho con người lao động, giải trí, bảo vệ, an ninh. Bên cạnh những có lợi, động vật có lợi, thì cũng sẽ có những động vật có hại.
ví dụ như là giun sáng, ký sinh gây bệnh cho người, thực vật và động vật, đồng thời là vật chủ trung gian truyền bệnh. Nhiều loài động vật phá hủy cây trồng, hoa màu, các sản phẩm nông sản khác. Bài tập câu hỏi số 1. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống và nhóm động vật không xương sống. Để phân biệt nhóm động vật có xương sống và không xương sống, mình sẽ dựa vào xương cột sống. Chọn đáp án là B. Câu hỏi số 2. Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất? Là nhóm chân khớp. Câu hỏi số 3. Những động vật nào sau đây thuộc nhóm động vật có xương sống? Số 1. Cá mè thuộc nhóm cá có xương sống. Số 2. Voi thuộc nhóm thú có xương sống. Số 3. Mực thuộc nhóm chân mềm không có xương sống. 4. Cá sấu thuộc nhóm bò sát có xương sống. Và cuối cùng là 5. Tôm thuộc nhóm chân khớp không có xương sống. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là 1, 2, 4. Đáp án C. Câu hỏi số 4. Cho các lớp động vật sau, em hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa, là chúng ta sẽ đi từ thấp tới cao. Các lớp này đang thuộc nhóm động vật có xương sống. Như vậy thì các bạn sẽ đi từ cá số 5, lưỡng cư 1, bò sát 4, chim 2 và cuối cùng là 3, lớp thú. Đáp án sẽ là A. Bài học tiếp theo là đa dạng sinh học. Về đặc điểm, đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số lượng cá thể trong loài và môi trường sống. Thì dựa vào điều kiện khí hậu, đa dạng sinh học sẽ được phân chia theo các khu vực. Ví dụ như là đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học ở vùng đài nguyên, đa dạng sinh học ở vùng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học ở vùng ôn đới và đa dạng sinh học ở rừng lá kim. Tìm hiểu sang phần vai trò của đa dạng sinh học. Vai trò của đa dạng sinh học đối với tự nhiên. Đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên quý giá đối với tự nhiên và con người. Thì trong tự nhiên, đa dạng sinh học góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn sóng, chắn gió, điều hòa khí hậu, duy trì sự ổn định của hệ sinh thái. Đối với lại đời sống, trong thực tiễn thì đa dạng sinh học sẽ cung cấp các sản phẩm sinh học cho con người, ví dụ như là lương thực, thực phẩm, dược liệu, các vật liệu xây dựng, cung cấp nguồn nguyên liệu và nhiên liệu cho sản xuất. Một số hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học đó là do phá rừng, khai thác gỗ, du canh, du cư hoặc là săn bắt và khai thác động vật trái phép và ô nhiễm môi trường. Một số biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học là ngăn chặn phá rừng, cấm buôn bán, sử dụng động vật hoang dã, thực vật quý hiếm, xây dựng các khu bảo tồn, bảo vệ rừng và tích cực trồng rừng. Bài tập số 1. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất? Đó là rừng mưa nhiệt đới. Số 2. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học? Đó là dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật ở con người. Câu hỏi số 3. Hiện tượng ngủ đông ở gấu trắng Bắc Cực có ý nghĩa gì? Khi mà gấu trắng ngủ đông,
sẽ giúp cho cơ thể nó tiết kiệm năng lượng. Câu hỏi số 4. Gấu trắng Bắc Cực là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào? Đấy là vùng Đài Nguyên. Về nhà các em xem lại tất cả các bài. Nguyên sinh vật, nấm, thực vật, động vật và đa dạng sinh học.